bạn mà làm cái trưởng đây. Hôm nay là mình sẽ bắt đầu với một công việc mới ở trong Blaze Digital. Tại vì đã nghỉ hè rồi đó, cho nên là mình không có đi học cũng không có làm gì hết. Nên là hôm nay mình sẽ đi làm bảo mẫu nha. Có nghĩa là mình sẽ đi chăm sóc em bé nè. Rồi em bé cần gì hay là đói bụng hay gì đó thì mình sẽ cho em bé ăn. Nói chung là mình sẽ là một người giữ trẻ. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình sẽ nên thay đổi trang phục để cho giống một người giữ trẻ nhất. Bây giờ là mình đang giống ác quỷ hơn. Rồi đồ gì đây ta, này là đồ bệnh nhân rồi. Mình nghĩ là bảo mẫu thì sẽ mặc những cái bộ đồ mà thân thiện với em bé đúng không? Đúng. Thì mình sẽ mặc những cái bộ đồ mà nó cute, dễ thương nha. Cho các bạn kiểu như sẽ chơi với mình, cho các bạn sẽ cảm thấy là thân thiện với mình nè. Rồi mình sẽ mặc cái áo này nha. Cái này là thật ra là một cái bộ đồ bơi á mọi người, nhưng mà nó rất là dễ thương. Rồi bây giờ là mình sẽ chọn một cái trang trí nha. Rồi mình sẽ đeo cái mũ cô bé thỏ này, nhìn cho nó thật là dễ thương một chút. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là đi vào phòng em bé và tìm một em bé để mình có thể giữ nha mọi người. Ok, let's go. Đâu rồi, đây phòng này nè. Em bé đâu? Ồ, không có em bé nào luôn. À, ở đây mình thấy có một em bé nè. Ủa gì vậy, medical together là? Cái gì vậy trời? Sao mà tự nhiên gặp cái ông này nắm tay vậy? Chào. Chào cậu. Trời ơi, công đi. Ý là mình lớn rồi đó, mình già rồi đó, mà mình hôm nay mình đi làm em bé hả? Gì trả một lần luôn hả? Thanh toán gì cả? Nhìn thấy ghét ghê chưa? Trời ơi, nhìn là muốn nhéo một cái rồi. Chào cô Miu kìa, giỏi vậy. Sao con ở đây? Mình sẽ kiểu như là nói, tại vì anh Medi là đang trong vai là một em bé mà, còn mình là sẽ gì con ghét cô Miu vậy? Tại vì mình là đang trong vai là một một người giữ trẻ, nên là mình sẽ xưng hô là cô luôn nha. Mới nói ghét mình xong, bây giờ là mình sẽ cho một cái. Không nha mọi người, ở ngoài đời là đừng có lên như vậy nha. Hôm nay cô sẽ giữ con. Con đói quá hả? Tội nghiệp. Rồi, kìa khóc luôn kìa. Trời ơi, thằng nhỏ có chút ép à. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu là đưa anh Medi đi ăn nha. Đây, mình có một cái xe đẩy em bé nè. Dắt con đi ăn KFC đi hả? Sao con sang quá vậy con? Lên đây. Rồi, un thương tình con nên là cô dắt con đi KFC nha. Thôi con lên đây đi. Hả? Lên lẹ. Cái này cho bệnh nhân mẹ. Sao con nhỏ mà con hay bắt lỗi quá à? Lên lẹ không? Con muốn cái xe này hả? Ừ, không lên thì đi bộ. Giờ chọn đi bộ hay là lên? Ok này. Tính ra là mình là bảo mẫu đó, nên là mình rất là có quyền lực nha. Đúng rồi, ở trong vai em bé thì mình nên biết thân biết phận đi. Ok. Còn đòi đi ăn KFC nữa. Rồi đi thôi. Hôm nay là sẽ cho em bé bé đi ăn KFC nha. Đi chậm quá hả? Vậy thôi con đứng con đi bộ đi cho nó nhanh he. Sao mà thấy đòi hỏi quá, có một chấm tóc không à trước à. Let's go. Cô Mèo giảm cân đi nha. Mọi người hãy nhấn like video và đăng ký kênh nha mọi người, để mình thả cái em bé này xuống luôn nè. Chứ mình là quá mệt mỏi. Gì vậy cô hả? Ừ, nói em một câu nữa đi. Đừng cố, con biết lỗi rồi. Ừ, ngoan đó. Ngoan cho nên là cô tha lỗi đó nghe. Đi vô đây ăn lẹ lên. Mua đi. Cô mua cho con hả? Cô hết tiền rồi, con tự mua đi. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Con có chuyện đâu, trời ơi tội nghiệp vậy. Không có chuyện mà về đặt vô cho chồng cho người ta giữ trẻ hả? Khóc nữa kìa, tội nghiệp, để mình mua cho em bé này nha. Rồi mua cái gà sốt hắc ớt đi, cái gà này ngon lắm, ở ngoài đời là mình ăn nhiều lắm luôn á. Rồi đi ăn nè, lẹ lên. Cái gì vậy cô hả? Vô đây đi rồi biết, hỏi nhiều. Rồi vô đây ngồi, ăn thêm. Kìa bắn mình nữa kìa, quá trời là hư hỏng. Món gì vậy hả? Gà sốt nè. Con ăn không? Con ăn gà thường thui hả? Ờ vậy thôi để cô ăn nha. Nhâm 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 nhâm. Trời ơi ngon quá ơi, cay vậy. Nhưng mà mình ăn xong rồi. Ủa sao cô ăn một mình? Con nít uống sữa đi, ăn cái gì mà ăn. Đúng rồi mọi người ơi, mình không có cái bình sữa. Kìa khóc. Đi nè, nhịn đi khỏi ăn. Con ghét cô Mèo rồi hả? Lẹ lên, không đi là cho ông kẻ bắt đó nha. Lẹ lên. Nope. Tôi đi rồi đó, cho ông kẻ bắt luôn đi. Lẹ lên. Kìa cái em bé này lì kìa, lì có chỏm tóc à. Lì, đi lẹ. Con đi nè. Ờ, ngoan. Mà tính ra là em bé đói nhưng mà mình mua cái mình ăn luôn. Tội nghiệp em béo à. Giờ là mình sẽ cho em bé uống cái gì đi chứ thấy tội nghiệp quá trời rồi. Đây, mình có sữa nha. Đây, mình sẽ cho em bé uống sữa nha. Con uống đi. Gì vậy cô? Sữa, uống đi cho mau lớn. Lung te lung tạch à. Sữa gì vậy hả? Sữa bò nguyên chất chứ vậy. Chê hả? Chê thì nhịn. Lên xe. Con uống trà sữa thôi hả? Con thích quỷ. Con nít mà bà đặt uống trà sữa. Đây nè cô hả? Không mua. Y mè kìa. Con nít mà uống trà sữa. Đi ra. Chú ơi.
cho con một ly trà sữa full topping. Cô con chả chiên. Đúng là con trai của ta. Ờ, ngoan lắm. Chú nhớ bắt nó lại rửa ly nha, chứ con không trả tiền đâu nghe chú. Con đi trước nha, cho nó lại đi. Kè kè kè, mua rồi kè, mua rồi kè. Ôi, không trả tiền luôn. Trời ơi, cái thằng nhỏ này. Rồi, bây giờ là mình phải trả tiền rồi. Kè 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 kè, coi liền ghê chưa. Uống lẹ lên. Kè, uống kè, uống kè. Nhìn là muốn nhéo một cái à. Nhảy kìa. Lẹ lên. Không vì đồng lương á là tôi cũng không có thèm giữ trẻ đâu. Xe đâu hả, ra lệnh hả. Con nít con nai hỉ mũi chưa sạch. Đâu rồi, bây giờ là chở xuống cống luôn nha. Chở xuống cống luôn. Ui, sợ quá, sợ quá. Rồi, cho xuống cống cho thúi luôn. Hồi nãy giờ dám hành hạ tôi nè. Đó, cho hửi cái mùi cống chơi vậy đó. Đó, nhìn cái mặt kệ thấy ghét ghê chưa. Cứu tôi, cứu tôi. Sao mùi lạ vậy cô? Mùi thơm tinh khiết đó, hít đi con, thơm lắm. Kìa nhỏ, đứng nhìn kìa. Con thấy cục gì chơi nổi nè, đâu cục gì. Ê, bậy nha. Cá đó, bắt đi. Nhảy xuống luôn rồi kìa. Rồi, 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 thúi quắc luôn rồi. Kìa kìa, ô, bắt được cá là giỏi nhở. Giỏi nhở. Ăn đi con. Cô ơi, hả? Sao người con thúi vậy? Tại con mới nhảy xuống dưới sông đó. Ốc kìa. Thôi được rồi, để cô thay đồ cho. 1, 2, 3, biến hình. Rồi, đó thấy chưa? Đẹp trai liền. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Sao con mặc váy rồi? Tại cô chỉ có bộ đó thôi, ráng mặc đi nha con. Rồi, lên xe cô đẩy đi nè. Khóc cái gì mà khóc, đẹp gái chết à. Đi thôi. Ồ, trong đây là phải có sự kiện gì là nó mới đông nha. Chết ơi, mình lỡ té xuống đây rồi. Ơi, ơi, bơi qua đi con. Con té nữa rồi, bơi qua đi con. Thôi à, cô hết đồ nha, con ráng mặc này đi nha. Giờ mình lên nè. Cô ơi, cái gì vậy? Bạn này mới thách cháu, lấy bóng trên kia kìa. Ủa, gì vậy? Ủa, gì vậy? Rồi sao, kệ bạn đi con. Không lẽ là đừng có nói là cô lấy giùm con đi. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Bắt đầu là báo rồi, hành nữa rồi đó. Không bé ơi, cô không biết lấy. Cô cõng con đi. Con tưởng con nhỏ bé em hả? Con nặng như con trâu, con tự đi đi. Đó, đó, báo nữa rồi đó. Giờ là mình phải lấy cái hành động cõng ra nè. Con bi đi này là báo nhất nhà luôn. Rồi nha, mình lấy nha. Giờ là mình cõng cái cục nợ này đi nè mọi người. Đó, kêu cõng đi chưa. Con nít con nôi, báo quá trời. Giờ là tôi lại bắt đầu là thử thách là nhảy up đi đây nha. Ơi, trời, nó nặng quá, nhảy lên không được luôn. Ê, hình như là mình cõng một người nào đó là cái cơ thể mình nó nặng hơn á. Y chang là ngoài đời thiệt luôn nè. Không biết là lên được tới trên kia không. Ây da, khỏi luôn đi con. Trời ơi, lại nha. Xuống đi. Để cô tự đi cho. Để cô tự đi cho nó nhanh. Để mình lên cho nó nhanh nha. Đó, rồi thằng nhỏ nó tự nhảy luôn rồi kìa. Ok. Rồi, lên đây. Lên đây, lên đây. Đó, thấy chưa. Không có thằng nhỏ là mình lên trong vòng là 30 giây thôi. Ok, rồi, xong. Đơn giản đó, mình lấy được bong bóng rồi nha. Bây giờ là mình sẽ đưa cho thằng nhỏ nó chơi nè. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây nè. Máu quá, con bắt được bạn này nè. Bạn gấu trúc của cô á. Bạn này tên Miu, ở yêu dạ. Giống y chang cô nè. Cái mặt giống con á. Tính ra con gấu trúc này mặt y chang con luôn á. Lấy bong bóng nè. Trời ơi, biến bự lên nữa. Bây giờ là tôi hết chịu nổi cái thằng nhóc này rồi. Giờ tôi phải trả về cho nơi sản xuất mới được. Lên xe lẹ. Ta là siêu nhân đây, trời quá trời lì rồi. Lên xe. Cứu tôi, sao mà nó lì dữ vậy con. Ai mà đem về giùm tôi cái đi. Con ai vậy, đố cô bắt được con. Trời ơi, quá trời lì rồi. Mọi người ơi, giúp mèo với, chứ mèo là hết chịu nổi rồi. Thôi bây giờ tôi sẽ bỏ cho nó đi luôn nha. Tôi sẽ không bắt nó nữa, chứ tôi là quá mệt mỏi rồi. Ok, là hôm nay là giữ trẻ đến đây là kết thúc nha mọi người. Mình sẽ, chắc là mình sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Chứ là mình không thể nào giữ con nít nổi nữa đâu. Quá trời quậy luôn. Ok, và nếu mà các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ mình nha. Và đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trời ơi, nó cứ đi theo mình nữa kìa. Cứu tôi.